Trưa ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nghi phạm là một phụ nữ, sinh năm 2005, quê tỉnh Bến Tre, để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ nhiều lần mang bầu nhưng đều bị sảy thai. Ngày 4 tháng 11, người này đến khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để đăng ký sinh và nảy sinh ý định chiếm đoạt trẻ sơ sinh của người khác. Đến khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 11, người phụ nữ lấy áo khoác blue trắng, giả danh cán bộ y tế để vào phòng của một gia đình mới sinh con, nói dối là đưa bé sơ sinh đi chích ngừa. Sau đó, người phụ nữ đưa bé gái mới sinh ra khỏi bệnh viện, rồi đưa về nhà trọ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và Công an thành phố Thủ Dầu Một đã truy xét, tìm được em bé cùng người phụ nữ ở địa điểm cách bệnh viện khoảng hơn 40 km. Hiện sức khỏe của bé ổn định và đã được trao lại cho gia đình chăm sóc.